Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Hữu Tài, 18 tuổi, trú ở thành phố Hải Phòng, lên kế hoạch đưa bé trai 13 tuổi vào bẫy rồi cướp điện thoại. Với hành vi trên, chiều ngày 31 tháng 3, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Tài để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, Tài không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản của bạn. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3, Tài cùng với Tê, tên đã được đọc tắt 14 tuổi, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát, rủ em N 13 tuổi, ngụ tỉnh An Giang đi đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn thì được N đồng ý. Tuy nhiên, Tài và Tê sau đó đã chở N đến một ngôi nhà hoang nằm trong hẻm ở xã Phú An, thị xã Bến Cát. Tại đây, Tài dùng tay đánh và giật lấy điện thoại di động của N, rồi cùng Tê bỏ đi khỏi hiện trường. Tài đem điện thoại của nạn nhân đi cầm cố được 1 triệu đồng. Qua trình báo của nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Bến Cát đã truy xét và bắt giữ được Tài khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Riêng đối với Tê phạm tội khi mới 14 tuổi nên được gia đình bảo lãnh tại ngoại phục vụ điều tra.